Trở lại những bản tin ngắn của The USKT News và cựu nhân viên tình báo của Mỹ Edward Snowden đã chính thức cấp quốc tịch Nga. Đây là sự kiện mà nó cũng rất là chấn động như quý vị, là bởi vì những tin tức được đưa ra, cái cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ nghe lén rất là nhiều những công dân của họ. Theo cái truyền thông của Nga, cựu nhân viên cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA Edward Snowden tuyên bố mình cảm thấy biết ơn khi có cơ hội trở thành công dân của Nga. Anh cũng là người tiết lộ thông tin vạch trần các hoạt động giám sát nội địa quy mô lớn của NSA dưới thời của chính quyền Obama. Hãng thông tấn chính thức của Nga TASS nhận lời luật sư của ông Snowden. Tân chủ của ông đã nhận được hộ chiếu của Nga vào ngày 1 tháng 12 và tuyên bố sẽ trung thành với nước Nga. Edward Snowden đã trốn khỏi Hoa Kỳ vào 2013 khi tiết lộ một loạt thông tin gây sự chấn động. 3 tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao quyền công dân cho Snowden. Snowden cảm thấy biết ơn vì anh ta đã trở thành công dân của Hoa Kỳ chính thức. Đồng thời, luật sư đã nhấn mạnh rằng từ nay Snowden không phải đối mặt với nguy cơ dẫn độ ra nước ngoài. Snowden đang sống tại Moscow với người vợ người Mỹ là Lizzie Mill. Cô Mill cũng đang nộp hồ sơ nhập tịch của Nga. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price vào ngày 2 tháng 11 cho biết Hoa Kỳ nắm được cái thông tin anh Snowden có quốc tịch Nga nhưng không thể xác nhận được thông tin này. Snowden từ lâu đã tỏ ra trung thành với Nga. Bước đi này sẽ chính thức hóa điều này, ông Ned Price nói với phóng viên. Trong khi đó, họ cho rằng đây là thiệt hại tối đa với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Noel Snowden đã tiết lộ những tài liệu mật liên quan đến NSA thu giữ hàng triệu dữ liệu truyền qua cơ sở hạ tầng công nghệ điện thoại Internet của Hoa Kỳ. Anh cũng tiết lộ thông tin liên quan đến ngân sách tình báo được phân loại của Hoa Kỳ và phạm vi gián điệp của Mỹ đối với các chính trị gia nước ngoài, bao gồm các nhà lãnh đạo và các đồng minh của Hoa Kỳ. Snowden nói rằng anh ta tiết lộ thông tin vì anh ta tin rằng cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ đã đi quá xa về vi phạm quyền tự do dân sự. 2016, Ủy ban Tình báo ở Hạ viện đã công bố một bản mật báo cáo điều tra về Snowden, chứng minh điều mà nhà lãnh đạo ủy ban mô tả là sự coi thường liều lĩnh đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Theo cái báo cáo của lượng đảng, Snowden đã gây ra cái thiệt hại lớn đối với an ninh quốc gia. Phần lớn tài liệu anh ta tiết lộ không liên quan đến cái chương trình của NSA, vốn ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân của công dân Mỹ. Thay vào đó, chúng tôi và liên quan và những dự án quân sự, quốc phòng và tình báo của đối thủ rất quan trọng. Việc xem xét liệu tài liệu của Snowden đã bị đánh cắp, tiết lộ anh ta đã trao cho các bí mật bảo vệ quân đội ở nước ngoài hay là không. Trong khi đó, nhiều năm qua, các quan chức của Mỹ đang cố gắng dẫn đầu Snowden và bắt giữ anh ta về tội gián điệp. Và đó là gì? Đó là câu chuyện cập nhật mới nhất của nhân vật Snowden. Đúng hay sai để thời gian nó quyết định. Nhưng tóm lại, nếu mà thật sự chúng ta nhớ lại cái sự kiện mà với chính quyền của ông Barack Obama đã sử dụng sự thuế để tấn công một số nhân vật bảo thủ, thì đương nhiên kể cả luôn FBI đã sử dụng FISA để nghe lén cuộc chiến của ông Trump, thì liệu rằng cái chính quyền hiện giờ nó có đi quá xa về vấn đề tự do về dân sự hay không? Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.